dứa, quá trời dứa. Ủa là mùa này mùa dứa. 25.000 ba trái lớn, 20.000 ba trái nhỏ. Cho ba trái nha người đẹp. Dạ, ba trái đó 25.000. Dạ, là gọt sẵn rồi đó hả? Dạ. Ok. Còn một trái bự vậy thì nhiêu? Dạ 12, 15, 17 thì. À ok. Mùa này mùa dứa hoa toàn, về thấy chỗ nào cũng bán dứa. Đá trái vậy là 15 ngàn hả? Chưa cái dao gọt dứa xịn gì mua ở đâu rồi trời. Ờ cái dao đó mua ở đâu vậy em? Ở trên mạng đó chị. Ở trong chợ mình có không? Ở trong chợ cũng có chị à, nhưng mà cái này là dao này dao em gặp chị. À vậy hả? Dạ. Cái này tiện nè. Mua lóc này là bán sỉ hả chị? À về bán lộn bán lẻ hả? Bán lẻ. À về mình cắt mình bán lẻ. Gọt đi nó rồi, gọt dạ. Đi nó rồi. Trời ơi, dữ quá trời luôn. Đây. Nếu mình không muốn ăn mà muốn uống thì có thể nhờ người bác ép giùm cho mình lấy nước ra như thế này. Ở Pháp làm gì có vụ này, mua về tự gọt dự tự ăn chứ ở đâu ra mà ép giùm như kiểu Việt Nam, sướng quá trời quá đất luôn. Ở Pháp thì một trái khóm như thế này có giá là 170.000 đến 200.000. Mình về Việt Nam đúng mùa dứa, vì vậy là mình ăn dứa hầu như mỗi ngày luôn. Đi hóc hiểm nào trên con đường ở Nha Trang cũng thấy có bán dứa hết trơn. Tùy vào lớn nhỏ, nhiều khi là 20.000 ba trái, 25.000 ba trái. Một trái lớn thì 15.000, có trái nhỏ hơn thì 12.000, cái kiểu vậy đó. Nói chung là bán đủ giá, đủ nơi, đủ giá hết trơn. Trời ơi, đây xe dứa nữa nè. Wow, mùa này mùa dứa, mùa thơm là quá trời luôn. Đi giờ rất sớm là thấy nhiều cái cảnh người ta buôn bán ở chợ rất là đẹp. Hồi ở Pháp mình nhớ nhà, nhớ Việt Nam quá trời quá đất luôn. Mình hay vô mấy cái kênh mà bót quay mấy cái chợ búa đồ kiểu của Việt Nam á. Mình mê lắm, mình xem miết luôn. Cho nên khi mình về á, mình dậy sớm, mình đi ăn sáng, mình thấy mấy cái cảnh mà trái cây chợ búa như thế này, mình mê lắm, mình thích lắm, mình muốn quay lại để làm kỷ niệm. Mình cũng nghĩ cô chú anh chị ở bên nước ngoài cũng giống như mình thôi. Lâu ngày không về Việt Nam thì nhớ cái cảnh Việt Nam đi làm buôn bán rồi chợ búa rồi cũng nhớ y chang như mình vậy đó. Ở nước ngoài thì đâu có nhìn thấy được mấy cảnh đời thường buôn bán như thế này. Muốn ăn trái cây Việt Nam thì cứ vô siêu thị Pháp thì thấy nó mắc lắm luôn, bởi vì hàng nhập đấy, đâu có được rẻ như là ở đây. Bởi vậy khi được dịp về Việt Nam mình ăn tới bờ tới bến luôn mấy cái món mà ở Pháp mình không có được dịp ăn, cái về Việt Nam mình ăn ngon mà còn rẻ nữa. Mình ở chuyến này Việt Nam hơi lâu một xíu, mọi người thích xem chủ đề gì có thể comment bên dưới cho mình biết nha.